Món gì? Lào là một cái gì? Cái này nó muối sống à. Ngon chị, ngon không? Ngân xin chào các bạn nha. Bây giờ thì mình không đi ngắm cảnh nữa. Ngân sẽ đưa các bạn đi đến nhà hàng Thái, cách xa tại Lucen cũng mấy km. Đó là thành phố Epicon. Thành phố Epicon có cái gì và nhà hàng Thái như thế nào? Nghe nói đây là nhà hàng mới mở, thì mình sẽ cùng nhau đi đến đó nha. Sẽ đi cùng với những người chị và những người bạn. Hi các bạn, bây giờ Ngân đã đến thành phố Epicon. Thì Ngân sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem ở thành phố này. Sau đó Ngân sẽ đi vào nhà hàng cùng với các người bạn Việt Nam của Ngân nha. Đây, cho các bạn xem nè. Đó, thành phố Epicon nè. Thật ra nơi này Ngân thấy là nó cũng là một cái thành phố nhỏ nhỏ giống như thành phố Steinhausen của Ngân vậy đó. Ở phía bên kia thì nó có ngôi nhà sắc núi, Thụy Sĩ là núi luôn các bạn. Còn ở phía trước là nhà hàng, bây giờ Ngân quay cho các bạn xem nè. Đó, đó là nhà hàng. Bây giờ Ngân sẽ đi vào trong. Ở trước này là có cái trạm xe buýt đồ lưu cũng tiện đi nè. Đây các bạn, nhà mình đi đến cái hàng Thông Phát Thai. Hi, Swadikar. Hey, beautiful. Ủa, chỉ có mình ở đây thôi hả? Chị, mình chiếm trọn không gian nơi này hả? Đó, đó là những người bạn ngày hôm nay Ngân đi chơi chung. Mình phải xem sơ sơ cái quán này đã. Ủa chị, chỗ này ai ngồi vậy? Em đó nha. Em hả? Ok. Ủa ba bé, em YouTube em là gì để chị vô? Chị nhấn like cho em. Chị nhấn like cho em. Chị đăng ký cho em. Kim Ngân Squid chị, vô liền. Ủa kiểu gì cho rồi, bây giờ chờ các chị gọi món, Ngân sẽ quay review món cho các bạn nha. Một cánh cà chua này nhỉ nhá. Nhưng mà ít cay thôi, cái này phải bỏ nhiều ớt nữa. Cái này ăn với cơm hả chị? Ăn với cơm. Chú ơi, nhưng mà chú là người người Thái hả chú? Người lai nhiều lắm. Lai nhiều lắm, chú lai cái gì chú? Lai Lào. Lai Tàu. Lai Việt. Lai Việt. Mà chú nói được tiếng Thái. Được. Là chú đang nói bốn thứ tiếng. Vậy thì con gọi chú là người Việt, người Lào, người Thái, người Tàu. Đó, chú nói được bốn thứ tiếng. Mình còn Ngân nha các bạn. Ngân mà đang nói tiếng Thụy trung hồng, tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh thì Ngân hiểu được 80-90%. Còn mà Ngân đang học tiếng Đức, mà ở Thụy Sĩ á, tiếng Đức á cũng không phải là cái tiếng để mà mình hiểu được mọi người. Nên mình phải học thêm cái tiếng Đức, Thụy Sĩ, tiếng Điên gì đó. Thành ra tương lai là Ngân sẽ nói 4 thứ tiếng nha các bạn. Còn mà rảnh đi học thêm tiếng Pháp, mình 5 thứ tiếng nha các bạn. Em dính sớm tâm hả? Còn hồi nãy chị, hồi nãy chị không thấy em chơi cái trò đó. Em chơi cái trò bên này cái thang kỳ tài á. Cho hai phe chú rồi, hai phe. Nó chú không nữa. Bên này đặt thêm một con tài số 38. Hồi nãy chơi cái trò mà tiễn biệt anh chàng độc thân đi lấy vợ các bạn. Đánh xong quá trời. Cái video này là phần 3 của cái hành trình đi lên Lucen của Ngân. Được, cái này thay bằng tôm được không cháu? Thay cá bằng tôm được không? Được. Bằng tôm cơm. Chú ơi, bên này thêm kêu thêm món. Trời, gọi quá trời, qua đó gọi quá trời. Chú ơi, con theo chú quay được không? Quay quảng cáo nhà hàng luôn. Con quay quảng cáo nhà hàng. Con nhà hàng chú đẹp. Thôi nói vậy thôi chứ. Nói vậy thôi chứ mình chờ món ăn ra xong mình review cho các bạn. Video ngày hôm nay là video đi chơi thư giãn, ăn món ngon.
Đồ thèm quá chảy nước miếng đó chị. Có khi là tên của em quá chú. Thì hồi nãy kêu đổi họ đúng không? Nghe đồng chí chị Châu, chị Châu món đến mình giới thiệu đây chứ có mơ. Chị mắc không chút xíu thôi. Là ý là món Lào là gì? Gồm có những gì? Gồm có những gì chứ chị? Chú Tấm Mơ là gồm có những gì? Đây là món gì gồm có những gì? Cái này mình không biết luôn. Cái này là tôi đủ đúng đúng. Đây là món thứ nhất. Đây, có con cuồng tao. Chị cho ông nhớ hôm nay giới thiệu tất cả các món tôi nhớ. Giống gỏi tê tê, gỏi tê tê bên Việt Nam. Nó phải cấy lại không tê lắm. Để mình xin mình lại chị đi. Biết được món thứ hai đó chị Bình rồi rồi. Chị Bình giới thiệu món thứ hai đi chị Bình. Món này á, món này món gì đây? Món này món gì chú? Tôm dâm. À, tôm dâm. Món tôm dâm này nè, có tôm trong này, nó còn nấm. Dạ. Nó còn ớt nữa. Món này chắc cay lắm đấy. Cái này là ente, cái này là ente, thịt vịt. Phần của ai mà nó ăn, ok. Bất kỳ giới thiệu bất kỳ. Ừ, hai hộp lề. Chị muốn không đem phim qua ra nó chung bất kỳ giới thiệu đi rồi trời. Ông này dài lắm. Yeah, ui con cá nó hoành tráng. Cũng có cá, mình có cá. Ủa, là xôi phải bên mình hả? Mình ăn cắp quá chưa? Đây, có bạn bè chứ sao? Đói đâu, chứ nói sao đâu. Mình kêu lại có đâu sao đâu. Không thấy đâu. Em đâu thì cơm lượng nó hết chưa? Bên này hết chưa? Chưa còn nữa. Mấy con nữa? Còn nữa phải không? Rồi chờ tí. Heo quay. Là heo quay. Rồi các bạn bây giờ mình sẽ cùng nhau thưởng thức nha. Cái đậm là ngon mà đây. Thì em không ăn cái con này được. Con này con này anh con này là con rẻ con gì ăn được đâu phải con rẻ ta. Con gì vậy chị? Con khía hả? Con ba khía. Không, ba khía nó nhỏ hơn em. Cái này giống như con rẻ. Nhưng mà con này nó sống không chị? Cái chua chín rồi. Muối rồi á. Muối em ơi. Muối hả? Ăn được. Không luôn. Các bạn nhìn nè. Ủa, quá trời luôn. Cái tượng là bên kia không cây đồ nhưng mà người cha mà bên nào giống nhau quá rồi. Dạ, đúng rồi ạ. Đây bác. Ủa dạ. Cắt cá đi. Dạ. Cây đã luôn các bạn. Mới kề cho khoảng đi. Lực ngon chị, ngon không? Nhưng mà cây quá. Lực ở khá đi. Cái nước mắm này ngon. Nè. Cái con cái cái nó mặn mà cũng cay chứ chị lấy đũa chị gắp. Cay quá. Em ăn thử không? Em chưa ăn cái con này bao giờ. Hồi ăn cái con đẹp nhỏ đang ăn đi qua. Gì hả? Ba cái này là có 5 cây mình trong này. Bây giờ thử cái con chị nói là con ghẹ phải không? Ủa da nó cay. Cái này là đúng vị song tầm của Thái luôn. Ở bên bên này chị nói nó gọi là gì? Tam Lào. Có một tên gọi nữa mà không biết là tên Tam Lào. Có loại Thái, kia Thái. Gọi đưa đủ. Thử với các bạn, thử nha. Cái này nó muối sống à. Nó có tâm đó chị. Đã quên giảm ít cay thôi, cay quá. Tụi con sẽ đỡ ca ủng hộ tiếp. Chú cay mà ngon lắm. Cho em một tí. Quên để được bỏ lâu chưa? Chị này bỏ lâu chú. Dịch 100 à. Ngon mà cay lắm. Ngon mà mỡ quá. Thì chú vừa mới lấy. Tiệm này vẫn mới mở. Chị ăn như vậy. Ăn miếng xôi vô. Áo rồi. Ăn miếng xôi cho đỡ căng. Nhưng mà chị Châu, em thấy người Thụy Sĩ bên họ ăn mặn hơn mình. Sao không mặn không? Giống như mặn do mình nấu.
Em thấy mấy cái món bên này ăn món nào cũng mặn trơn á. Người tôi sẽ ăn mặn hơn mình. Rồi. Giờ qua món cá, review cho các bạn chút xíu. Món cá này thì giống cá chiên của mình thích ra rồi. Chị gửi giúp em. Ủa em lấy miếng to quá. Cái này đi, sao đâu. Hiểu không? Ôi, ôi dịch tiền chị có nên mình thêm tính tiền rồi. Ôi ngon quá, ngon quá. Có bỏ ăn thì bị con Trang với coi. Ờ thì cái món dịch tiền ăn cái miếng cá này cho xong rồi qua món dịch nha các bạn. Vừa ăn vừa giới thiệu thảm dễ sợ YouTuber. Đúng rồi. Không chị, YouTuber là ăn còn hơn cả ăn bình thường. Tức là ăn phải ngồm ngoèm kiểu như là làm cho mọi người ghiền mình ăn vậy đó. Tức là em ăn bình thường nhai không được khải bàn bên này. Ở nhà là em ăn không được hả miệng, không được hở miệng. Để ngoài em xay lại hết trơn. Em biết không phải đã ăn mặc gì nữa. Chết thì mày có biết sức. Quay 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 quay. Trời ơi, anh hết rồi. Anh quẹt. Cây nè, mới nhập tiệc cơ mà con nè. Quay cái bột mặt. Bốn mặt, bốn người. Đi có buổi chiều. Dữ dằn, nhanh dữ vậy. Ờ thì đó. Quầy nhỏ ràng xinh mà. Anh này mình nhập thấy hai bên nó khác nhau dễ sợ. Biết sao chị ngày mai mà khác khác mà đang khác khác mà nó em đây là nhiều người coi. Bị giảm subscribe nha. Bị giảm subscribe không có đâu. Chỉ có tăng thôi chị ơi. Rồi giờ mình thử một miếng vịt đi. Thử thử miếng nhỏ này nha. Đó, thêm miếng cải xào nè. Ủa, vịt quay mà có cải xào rồi chị. Đúng cái món của người Tàu luôn á. Nghe không? Đúng rồi. Tàu Thái là gì mà chạm mà vịt quay. Đó, nhìn nó ngon không? Đó, đạo quá. Tóm lại là rất ngon mà thời lượng đã dài rồi. Nên bây giờ nó phải tắt để mà ăn tiếp. Hẹn gặp lại các bạn nha. Các chị cho em một cái cú chào coi. 1, 2, 3. Bye. Rồi xong. Kết.